Sau màn đổ bộ của Blackpink, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin BTS, EXO đến Việt Nam. Việt Nam đang trở thành điểm đến yêu thích của dàn sao quốc tế đình đám. Sau màn đổ bộ của Blackpink và Jellybean vào tháng 7 này, người hâm mộ háo hức đón chờ sự xuất hiện của các ngôi sao khác. Vào tối ngày 29 tháng 6, mạng xã hội Việt Nam như nổ tung trước tin đồn. Một thành viên BTS sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 9 này. Hiện tại, trừ Jin và J-Hope đang ở trong quân ngũ. BTS còn 5 thành viên đang hoạt động là RM, Suga, Jimin, V và Jungkook. Nhiều người dự đoán người đó là Suga bởi vì anh đang thực hiện tour diễn solo Aegis đi tour, đồng thời cũng từng hé lộ về khả năng đến Việt Nam. Blackpink, Jellybean, Super Junior, D&E và Lee Jong-suk là những nghệ sĩ đã chốt lịch đến Việt Nam. Cụ thể, Blackpink tổ chức hai đêm concert Pumping ở Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 29 và 30 tháng 7. Jellybean biểu diễn tại Nha Trang vào ngày 22 tháng 7. Super Junior tổ chức fan con vào ngày 2 tháng 9. Lee Jong-suk tổ chức fan meeting ngày 28 tháng 10 đều ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.